Bây giờ thì cô sẽ có một cái quiz về hệ tiêu hóa cho chúng ta. Nó có 15 câu hỏi tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem và trả lời nhé. Bowel regularity means a bowel movement every day. Đi ngoài đều đặn có nghĩa là ngày nào cũng đi ngoài. True or false? True. Phones. No. Right. False. False. Yeah. Câu trả lời đây là false. The frequency of bowel movement can vary from 3 a week or 3 a day. Cái tần suất mà đi ngoài thường xuyên thì sẽ khác nhau, là có thể là một tuần là 3 lần hoặc là 3 lần một ngày. Most people will find that they have a consistent or regular pattern, for example, one bowel movement each day or one bowel movement every other day. Phần lớn mọi người thì thấy rằng cái cách gọi là đi ngoài đều đặn ấy ạ, liên tục ấy ạ. Ví dụ như là sẽ đi ngoài mỗi lần một ngày hoặc là cách một ngày mình đi một lần. Food digest in your stomach. Thức ăn thì tiêu hóa trong dạ dày. True or false? 50-50 đúng không ạ? Câu trả lời là false. It is true that the process of digestion begin in the stomach. Đúng là cái quá trình tiêu hóa thì nó sẽ đổ ở trong dạ dày. With the grinding of solid food into small pieces. Này thì thức ăn ở thể rắn nó sẽ được nhào nặn thành những cái miếng nhỏ. Nevertheless, tuy nhiên, the actual digestion of food thì cái sự tiêu hóa thực sự của thức ăn ấy by intestinal and pancreatic enzymes, do các cái enzyme của ruột và tụy. That allow the food to be absorbed, và nó cho phép thức ăn được hấp thụ into the body, vào cơ thể. Take place in the small intestine thì nó sẽ xảy ra ở ruột non. Mình ăn vào đến dạ dày và nó nhào trộn ra đúng không? Thành một cái chất rất là nhuyễn thì cái đấy cũng là thức ăn đã tiêu hóa đâu. Đúng không? Vậy khi nào mà cái thức ăn đấy nó được hấp thụ vào trong ruột non thì mới gọi là thực sự là tiêu hóa đúng không? How long is your small intestine? How long is your small intestine? Ruột non mình Thì dài nó khoảng bao đủ 5 nhiêu nhỉ? mét thì như thế nào cô nhỉ? Đấy, của nó sẽ là 22 feet. Nó sẽ là tương ứng với cả 6.5 meter, nó sẽ tương ứng với 6.5 mét chiều dài, in length. The small intestine is approximately 22 feet, 6.5 meters in length. Đấy, 6.5 mét chiều dài. It begin at the stomach. Nó sẽ tính bắt đầu từ cuối của dạ dày. And at the large intestine, và đến cuối của ruột ruột già. The small intestine is made of an initial section. Và cái ruột non được tạo ra từ cái phần phía đầu, initial là phía đầu. Of no more than 1-2 feet, nó sẽ không quá 1-2 feet. The duodenum trực tràng followed by the rest of the small intestine. Và nó sẽ ở phía sau cái phần cuối của ruột non, which is divided into upper portion. Và nó sẽ lại chia ra ở vị trí phía trên là duodenum and lower portion of ileum. Đấy, hồi tràng hỗng tràng đấy. Now, an average healthy person passes gas. Now, how many times a day? Passes gas, đây là mình đánh hơi đấy, trung tiện đấy. Bao nhiêu lần một ngày? Một con số khá nhiều đấy ạ. How many times? How many? Em nghĩ là này No, more. 14. Tận 14 lần cơ đấy ạ.
The frequency of passing gas varies from several times a day up to 20 times a day. On average, a healthy person passes gas 14 times a day. Cái tần suất của trung tiện ấy thì nó sẽ khác nhau, tức là vài lần một lần, vài lần một ngày cho đến 20 lần một ngày. Còn trung bình một cái người khỏe mạnh thì sẽ trung tiện khoảng 14 lần một ngày. The stomach flu is caused by influenza flu viruses. True or false? True or false? False. False. Yeah. Cái influenza hay flu thì đấy là bệnh cúm. Mà bệnh cúm ở đấy thì nó thuộc về respiratory disease. Nó là bệnh về đường hô hấp. Còn cái stomach flu thì nó có cái symptom, nó có cái triệu chứng nó cũng khá giống cúm. Đấy, nhưng nó không phải là cúm. Nó là stomach flu. The term stomach flu is commonly used, but inaccurate term. Người ta dùng cái thuật ngữ stomach flu ấy thì nó khá là sử dụng phổ biến, nhưng cái thuật ngữ này không chính xác. By stomach flu, bởi cái bệnh stomach flu này thì most people means, thì một số người muốn nói đấy là an episode of nausea and vomiting or diarrhea. Người là người ta định nói đến những cái cơn ấy mà nôn, buồn nôn này hoặc là nôn này và tiêu chảy. The most common cause và cái nguyên nhân phổ biến nhất, which are gastrointestinal viruses, là do những cái con virus ở đường tiêu hóa. Influenza, ngược lại thì cái bệnh cúm, from which the term flu is derived, mà cái thuật ngữ là flu ấy, nó muốn truyền tải đến thì is primarily a respiratory viral illness. Trước tiên nó là cái bệnh đường hô hấp mà do virus gây ra. By the influenza virus, và cái virus này là virus cúm. Influenza may be accompanied by minor gastrointestinal symptoms. Và bệnh cúm thì cũng có thể kết hợp bởi những cái triệu chứng nhẹ ở đường tiêu hóa. Ví dụ như khi mình bị cúm thì mình cũng have nausea, mình cũng buồn nôn, thậm chí là vomiting, thậm chí là nôn, hoặc đôi khi là còn bị diarrhea tiêu chảy. Nhưng mà ở nhẹ thôi. The medical term dyspepsia is another word for. Cái từ dyspepsia là một từ khác mang nghĩa là indigestion hay là diarrhea. Indigestion. Tại sao lại chọn indigestion? Tại sao lại chọn là indigestion mà không chọn diarrhea? Diarrhea là bệnh là tiêu chảy nhiều ạ. Còn cái indigestion là tiêu hóa, còn cái in là chắc là không tiêu hóa được, thì em nghĩ là nó giống cái từ dis. In ở đây nó giống như dis, còn cái digestion thì nó chính là pepsia, đúng không? Yeah. Indigestion is a general term used to describe uncomfortable abdominal and sometimes chest symptoms. Tiêu, khó tiêu ở đây là một cái thuật ngữ rất là chung được sử dụng để mô tả những cái triệu chứng ở bụng nó không thoải mái, thậm chí là thỉnh thoảng là bị ở ngực nữa. That usually follow eating, mà thường nó xảy ra là sau khi ăn. It may mean different things to different people, và nó có thể nghĩa là cái điều khác với những người khác nhau. For example, abdominal fullness. Ví dụ như là khi mà khó tiêu ấy thì sẽ bị abdominal fullness, tức là đầy bụng, hay còn gọi là bloating. Bloating cũng là đầy bụng. Abdominal pain nó gây đau bụng mà, hoặc là nausea, hoặc là buồn nôn. Đó, thì đấy là những cái triệu chứng của khó tiêu. The spleen is a part of the human digestive system. Ở đây các bạn nhìn thấy hệ tiêu hóa, và trong ổ bụng này của chúng ta, abdominal cavity, có spleen. Thế tại sao lại spleen nó cũng nằm ở trong ổ bụng mà nó lại không phải là một phần của hệ tiêu hóa của người?
Bởi vì là hệ tạo máu. Là hệ tạo máu là cái gì? Yeah, chính xác đấy ạ. The spleen is part of the hematological and immune system. Nó là một bộ phận của hệ hệ miễn dịch đấy, hoặc là hệ huyết học. It has no role in digestion of food, và nó chẳng có cái vai trò gì trong việc tiêu hóa thức ăn cả. Nó thuộc hệ khác nhưng mà nó vẫn nằm trong ổ bụng, đúng không? Hệ miễn dịch là hệ huyết học. Emesis is the medical term for, cái từ emesis thì nó sẽ là thuật ngữ y về nausea hay là vomiting, muốn nôn hay là nôn. Vomiting. Vomiting. Emesis is a medical term for vomiting. Emesis ở đây nó là thuật ngữ y muốn nói đấy là bệnh nôn. It may or may not be accompanied with nausea. Nó có thể hoặc không kết hợp với buồn nôn. Anti-emetic drugs are drugs that are used to treat nausea and or vomiting. Và cái thuốc chống nôn ấy, cái thuốc chống nôn thì nó sẽ có cái tiếp đầu tố là anti. Anti là chống, đúng không? Còn emetic là nôn. Đấy, thì nó sẽ được sử dụng để điều trị buồn nôn và điều trị nôn. Is a common term for GERD, gastritis or acid reflux. Vừa học xong. Acid reflux. Yeah, acid reflux. Acid. GERD stands for, cái từ GERD thì nó nghĩa là gastroesophageal reflux disease, bệnh trào ngược dạ dày. Bệnh này, trào ngược này, dạ dày thực quản. A condition, đó là tình trạng in which, mà ở đó, the liquid content of the stomach back up reflux into the esophagus. Cái thành phần chất lỏng của dạ dày nó bị trào ngược lên trên thực quản. Acid reflux is another term for GERD. Và trào ngược acid thì nó là một thuật ngữ khác, cũng chỉ trào ngược dạ dày thực quản. Because the content of the stomach, bởi vì cái mà trào ra ở trong cái dạ dày lên ấy, usually acidic, thì thường là trào acid lên cho nên cảm thấy chua chua ấy. However, tuy nhiên, it is possible to have reflux or stomach content that is not acidic, especially in patients receiving drugs that suppress acid secretion.